Viện Pasteur Sài Gòn, nay là Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 1891 theo ý tưởng của nhà khoa học Louis Pasteur. Viện Pasteur Sài Gòn là chi nhánh đầu tiên ngoài nước Pháp và Viện Pasteur Paris. Herbert Carmiter, một trong những nhà học trò Louis Pasteur, được giao nhiệm vụ thành lập, tổ chức và điều hành đầu tiên. Sau khi nhận một phòng thí nghiệm đơn sơ tại Viện Quân y Grand, Herbert Carmiter đã tiếp nhận những dụng cụ chuyên môn, hóa chất từ bên Pháp chuyển sang, đã đào tạo những nhân viên kỹ thuật đầu tiên để khai triển công việc. Với không đầy 3 năm ở Sài Gòn, ông đã khởi đầu và hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, vừa xây dựng cơ sở, vừa cải tiến kỹ thuật để làm một số xét nghiệm chẩn đoán bệnh và sản xuất được vaccine đậu mùa, vaccine chống bệnh dại, nghiên cứu về bệnh lý nhiệt đới, làm men rượu, sản xuất hít thanh chống nọc rắn hổ mang. Vào năm 1893, ông bị bệnh nặng, phải về nước, nhưng ông đã mở đường, đặt sự nghiệp Pasteur trên một nền tảng vững chắc tại Viện Pasteur Sài Gòn. Viện Pasteur Sài Gòn, Viện Pasteur ngoài Pháp đầu tiên trên thế giới và nay là Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập, trải qua bao nhiêu năm biến cố thăng trầm của lịch sử, bao nhiêu thế hệ đã đi qua để cống hiến, xây dựng và phát triển, nhưng sự nghiệp Pasteur vẫn còn, sự nghiệp của khoa học, phục vụ cho sức khỏe cộng đồng và hợp tác giữa các dân tộc. Phát huy truyền thống khoa học của Pasteur, ngày nay, Viện Pasteur đã trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu và cơ sở y tế dự phòng đầu ngành của khu vực phía Nam. Phòng thí nghiệm HIV, nơi đây đã phát hiện trường hợp HIV đầu tiên của Việt Nam vào năm 1990, cùng với các phòng thí nghiệm pylori, sởi, dengue, xuất huyết, cúm, kháng thuốc đã được trang bị máy móc hiện đại. Cán bộ đào tạo bài bản để có thể bắt kịp với trình độ quốc tế về chẩn đoán, phát hiện, nghiên cứu vi sinh, miễn dịch, sinh học phân tử và nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine phòng bệnh, sinh phẩm chẩn đoán, góp phần phục vụ giám sát và phòng chống dịch bệnh như thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, khống chế cúm AH5N1, phòng chống sốt xuất huyết, chống bệnh tay chân miệng, v.v. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh còn là một trong những đơn vị y tế dự phòng đầu tiên của cả nước đưa tư duy kinh tế tri thức vào hoạt động thường xuyên của viện bằng thực hiện dịch vụ sinh học kỹ thuật với gần 300 xét nghiệm các loại cho loài người, thực phẩm, nước, sản phẩm công nghiệp. Hàng ngày có khoảng 500 đến 1.000 lượt đến xét nghiệm các loại. Hoạt động sản xuất vaccine, sinh phẩm bắt đầu được đầu tư, tăng cường phát triển. Ngoài việc sản xuất hàng triệu liều vaccine phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, viện còn sản xuất các loại vaccine và sinh phẩm chẩn đoán sốt xuất huyết, viêm não, lepto, các bệnh đường ruột.